ô ô ô Này, đâu ra nhiều tiền lẻ thế? ô. Đi đổ thì nhiều chứ đâu ra. Chả nhẽ tao đi ăn cướp à? Hỏi tí thôi làm gì mà căng thế? Này, thế chuyển qua chơi bộ môn tiền lẻ từ bao giờ đấy? Chuyện nhưng mà chuyện. Tiền thì tao không thiếu. Chẳng qua nhiều tao không có thôi. Chán thật đấy, Tết nhất đến nơi rồi. Tết nhất thì liên quan đích gì đến mấy đồng tiền lẻ trên tay mày? Bảo sao á, con Ngọc Anh nó chả thèm thích mày là đúng ấy. Nó sợ lây cái sự đần độn của mày đấy. Dạ, Tết nhất phải chuẩn bị tiền lì xì chứ còn gì nữa. Thế mà còn không nói luôn đi, lại còn cứ bày đặt giấu giấu giếm giếm. Thế mày định lì xì có ngần kia rồi á? Bồi bạc. Bố mày biết cái gì đâu mà ở quê mình một đám lắt nhà lắt nhét ra đông nghịt thế, mừng tiền to để mà vỡ mồm. Cũng đúng đấy. Nghĩ đến Tết thì đúng là hoang mang. Loại mày biết cái giống gì mà hoang mang. Đấy là mày không biết đi thôi. Mỗi lần Tết đến xuân sang ấy là phải ca cái bài này này. Xem nào. Nghe xuân sang thấy trong lòng ôi ứa gan, Tết đến nơi trong túi ta không một ngàn. Kinh kinh kinh, hồi này máu văn nghệ ghê nhỉ. Văn nghệ văn gừng cái gì? Bọn ta đang nấu hết cá ruột đây. Tết đến xuân về các anh phải vui như nhặt được tiền đi, sao lại nấu ruột. Thế mày không nghe thấy tao vừa hát đấy à? Tết đến xuân về, nó chỉ vui với người giàu thôi. Còn những người nghèo như bọn tao á, buồn hơn chữ buồn. Rồi, lại là cái vấn đề đầu tiên, tiền đâu đúng không? Chính xác. Thế mà hỏi mọi người nhá, mọi người có muốn kiếm thêm tiền để tiêu Tết không? Chị Nhung, chị vừa nói với hai người là có cách nào kiếm thêm tiền tiêu Tết đó chị. Có cách. Thế nhưng mà cái cách này ạ, đòi hỏi sự chăm chỉ với lại kiên trì một tí. Thì có gì thì phổ biến luôn đi. Ba anh em tao không có gì ngoài kiên trì và chăm chỉ. Ai chả khét nhở. Được rồi, em sẽ phổ biến luôn. Mọi người ạ, sẽ tham gia một cái chương trình tên là Dọn nhà trọ đón Tết. Ai mà chiến thắng ạ, thưởng nóng 3 triệu. À, 3 triệu á? Chính xác, 3 triệu. Không thiếu của mọi người một đồng một cắc nào hết. Úi giời. Này, thì mày cho anh tham gia với chứ. Anh nhớ. Chị Nhung, chị phổ biến luôn chương trình đi cho nó nóng. Được rồi, cuộc thi của chúng ta thì gồm có 4 phần. Ai là người chiến thắng nhiều phần nhất thì người đó sẽ giành được giải thưởng là 3 triệu. Có thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì. Thế thì chúng ta sẽ đến phần thi đầu tiên luôn, phần thi giặt quần áo. Đấy. Ai giặt được nhiều quần áo ở đây nhất, sạch nhất thì sẽ là người chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Được rồi, mọi người cứ làm đi. Lúc sau em quay lại em kiểm tra nhá. Này chúng mày, nhìn cái quần này quen đấy nhỉ? Quen, quen là sao cơ? Nhưng mà tao thấy nó quen lắm. Tao thấy nó ở đâu rồi nhỉ? À, tao thấy ông Hoàng chồng cái Nhung có mặc cái quần này một lần. Anh Hiếu nói thế nào ấy chứ, đây là cuộc thi dọn dẹp xóm trọ mà. Lôi đâu ra quần anh Hoàng ở đây? Tao nhìn quen lắm. Hình như là áo của thằng cu khoai tây nhà cái Nhung này mày. Là nhỉ? Mọi người ơi, em chắc chắn đây là cái váy của chị Nhung luôn. Sao lại có ở đây nhỉ? Thôi, kệ nó đi. Quần áo nó nhiều như kiểu trung tâm thương mại ấy. Ơi, giặt 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 giặt. Tao lấy cái này. Tao nào nào nào. Ôi hoa. Mùa đông mà mồ hôi nó túa ra như mùa hè. Mọi người xong hết rồi à? Hả? Thế thì bây giờ đến tiết mục kiểm tra nhá. Quay Hiếu đây à? Rồi. Ngọc Anh này. Thế là vòng này mọi người giặt được số lượng quần áo bằng nhau mà tất cả đều sạch sẽ. Thế vòng này thì ba người hòa nhá, để chúng ta đến với vòng thi thứ hai, ok không? Ok. Chào mừng mọi người đã đến với phần thi thứ hai. Phần thi rửa bát. Ôi trời ơi. Tưởng cái gì? Quá đơn giản. Tao đây nổi tiếng là cái máy rửa bát của cả xóm trọ rồi.
Chị, có mà anh là cỗ máy bày bừa của xóm trọ này thì có. Anh ăn uống toàn vứt bát ra đây thôi, em lại là người rửa chứ ai. Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Bây giờ em tuyên bố nha, vòng thi này ai rửa bát nhanh nhất, sạch nhất thì sẽ là người chiến thắng. Lưu ý nha, nhanh nhưng mà phải sạch chứ không được ẩu, không được bẩn, không được sứt mẻ hay là vỡ bát. Ai mà làm vỡ bát á thì thua luôn vòng này, biết chưa? Dạ. Thế bắt đầu đi. Ui, tiếp chữ cái thằng ba que này. Tao sờ vào cái bát này chút mà. Mày đi rửa mấy cái khác đi. Mẹ gì mà khôn đấy hả? Mấy cái khay nhựa nhảy nhụa mơ thế kia, rửa đến kiếp sau mới chạy cả hả? Đấy. Hai anh đang làm cái trò gì đấy hả? Chán hai anh thật đấy. Bát đũa thì chưa rửa được cái nào đã làm vỡ đồ rồi. Vì anh Hiếu, anh Tuấn phạm luật nên vòng này Ngọc Anh thắng. Thật đó chị. Thế thì em phải rửa hết đống bát này cho thật sạch sẽ và gọn gàng. Em bảo ơn chị Nhung nhá. Hãy anh đi ra đằng kia để em rửa đi. Ô hay. Sao tự nhiên lại sang nhà mày? Tao tưởng đây là cuộc thi dọn dẹp xóm trọ. Vậy thì các vòng thi phải diễn ra ở xóm trọ chứ. Mọi người cứ bình tĩnh nghe em giải thích đã. Đã đành là cuộc thi dọn dẹp xóm trọ để đón Tết. Thế nhưng mà xóm trọ bé quá, phần thi nó không được đa dạng. Thế nên là phải sang nhà em cho nó rộng rãi. Ồ, thế chị Nhung ơi, thế lần này thi thì mình thi về nội dung gì hả chị? Thi lau nhà. Hả? Lau nhà? Ôi giời, nhà mày to rộng này. Bọn tao lau bao giờ cho hết? Tết sáng năm à? Anh buồn cười thật đấy. Các phần thi phải nâng độ khó dần lên, như thế mới xứng đáng với phần thưởng 3 triệu chứ. Vậy là cứ ai lau nhà sạch nhất là thắng cuộc thi này đúng không? Chính xác luôn. Mọi người bây giờ chia nhau ra lau đi. Em lên trên nhà, 30 phút sau em sẽ xuống kiểm tra nhá. Chà, trông cũng ra gì về này nọ đấy nhở. Chuyện tao lau sạch đến nỗi nhé, sàn nhà soi gương được luôn. Để em xem nào. Anh Hiếu ơi, chắc chắn là anh chưa quét nhà sạch đã lau rồi, còn đầy bụi đây này. Ôi giời, tao biết ngay mà, cái thằng này ấy, nó chỉ được cái mõm thôi chứ lau kém xa tao. Anh Tuấn à, anh lau trong này đúng không? Nãy em đi qua em thấy rồi, sạch. Em duyệt. Chị Nhung, em, còn em thì sao? Để chị xem. Từ đây đúng không? Dạ. Ui, không được rồi Ngọc Anh ơi. Chắc là em vắt cái chổi lau nhà chưa kỹ, trời lắm. Rõ ràng là em đã dùng hết sức bình sinh của mình để vắt rồi, thế mà vẫn chưa kỹ à? Chán thế. Vậy thì ở vòng thi thứ 3 này, người chiến thắng đã rõ rồi, đó chính là anh Tuấn. Cuối cùng cái tao cũng thắng một vòng rồi, nhất định nhá, nhất định tao sẽ ăn giải thưởng ba củ cho chúng mày xem. Đúng là cái thằng ba que chỉ mơ hão là giỏi. Rồi đây, chúng ta đến với vòng thi thứ 4, cũng là vòng cuối cùng, phần thi pha sữa. Tự nhiên là từ lau dọn nhảy phát sang pha sữa là thế nào? Đúng rồi đấy chị Nhung, em tưởng cuộc thi của bọn em là dọn dẹp nhà trọ đón Tết ạ. Với lại ba đứa bọn tao ở đây ấy, có đứa nào đã vướng bận con cái gì đâu mà biết pha sữa được. Thì thế nó mới gọi là thử thách. Cái phần thi này là để em kiểm tra cái mức độ đảm đang của mọi người, chứ dọn nhà không thì nó đơn giản quá. Mày xem nào, gợi ý cho bọn tao tí. Mọi người yên tâm, em là em có đề bài cụ thể cho mọi người luôn. Đây, bình sữa đạt chuẩn là bình sữa có độ ấm vừa phải để em bé Ti không bị rát lưỡi.
Tiếp theo là độ ngọt. Độ ngọt nó phải cân bằng, nó phải tương tự như là sữa mẹ ấy. Không được ngọt quá này, không được đặc quá, mà cũng không được loãng quá nha. Cả ảnh hưởng đến chế độ ăn cũng như là tiêu hóa của bé. Đấy, mọi người nghe rõ chưa? Mà tốt nhất là mọi người làm đi. Em lại bận lên nhà tí, tí em xuống kiểm tra nhé. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên em pha sữa cho trẻ con đấy các anh ạ. Anh cũng có khác gì em đâu. Thế nhưng mà em yên tâm, anh sẽ cố gắng học để trở thành một ông bố đảm đang. Sau này còn pha sữa cho con mình uống chứ, phải không? Tào lao. Kệ tao. Uầy, trông anh Hiếu pha sữa thuần thục thế nhở? Ây da, chưa con chưa cái gì mà pha sữa khéo phết ấy nha. Thế chẳng nhẽ cứ phải có con mới biết pha sữa à? Hả? Để mị nói cho mà nghe nhá. Mấy cái thằng cu hàng xóm bên cạnh nhà tao ấy, lớn lên là nhờ một tay tao pha sữa hết đấy. Nhờ. Thời gian đã hết, mọi người dừng tay nhá. Chị Nhung ơi, sao chị xuống sớm ấy? Em còn chưa chuẩn bị xong ấy. Chưa xong thì cũng đã hết giờ, đến lúc kiểm tra kết quả rồi. Kiểm tra anh Tuấn trước nhá. Thế nào? Nhìn màu ấy, cũng được ấy. Ui! Pha nóng bỏng anh Tuấn. Thế này em bé uống vào có mập bỏng hết lưỡi à? Ngọc Anh chị xem nào. Đây ạ. Ôi trời, pha sữa thì loãng như nước vò gạo, thế này thì làm gì có chất cho em bé uống. Anh Hiếu, em xem nào. Ôi trời. Ôi, anh Hiếu ơi. Em không ngờ là anh pha sữa giỏi như thế luôn ấy. Độ đặc vừa phải mà độ ấm cũng vừa phải. Giỏi thật. Thôi được rồi, để em cầm lên cho con em uống cả nó đói. À quên, phần này thì anh Hiếu thắng nhá. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Chúng mày đừng có mà khinh tao. Chào mừng mọi người đã đến phần trao giải của cuộc thi dọn dẹp nhà trọ đón Tết ngày hôm nay. Sau những phần thi đầy cam go và căng thẳng, dựa trên kết quả chung cuộc thì các thí sinh lại có kết quả chiến thắng ngang bằng nhau. Vậy nên em tuyên bố phần thưởng sẽ được chia đều cho cả ba, mỗi người 1 triệu. Được rồi, thế nào rồi, đều rồi. Phải nói là mày tổ chức ra cái cuộc thi này đúng thật là rất ý nghĩa đấy. Lần đầu tiên nhá, tao thấy mày sang xóm trọ không những không phản hàn bọn tao mà lại tạo cho bọn tao cơ hội kiếm tiền nữa đấy. Quá đã. Nhỏ ơi, thế là Tết này em lại có đủ dịnh tiền để tiêu rồi. Chị Nhung ơi, chị 10 điểm. Mọi người cứ quá khen, đây là thành quả cho sự cố gắng của mọi người thôi. Đây, phần thưởng em để trong này, về mọi người tự chia nhau nhá. Bọn anh xin nhá. Yên tâm, anh cầm phần thưởng tí về khắc chia đều cho chúng nó. Thôi, thế bọn anh xin phép xong việc rồi bọn anh về chứ nhá. Về đây chúng em. Bọn em chào chị Nhung nhá, bọn em về đây. Đi cài dành sang em chơi nhá. Ui. Áo mày đây. Thế là đỡ được một phần việc. Đôi nè, bốn nè, sáu, bảy, ôi, ô này, đâu ra thừa nguyên tờ 5 lét này nhỉ? Chắc con Nhung này não cá vàng, nó lại quên nó chia thừa ấy mà. Anh Hiếu, hay là mình đem trả lại cho chị Nhung số tiền thừa này đi. Mày có bị làm sao không đấy, hả? Miếng ăn dâng đến tận mồm mà còn hắt đi à? Cái chỗ tiền thừa kia đáng gì so với con Nhung? Coi như là lộc rơi lộc vãi anh em mình chia nhau, phải không? Bây giờ ta 3 lít, hai đứa mày mỗi đứa 1 lít. Ê, không được đâu. Anh mà không trả lại cho chị ấy, em gọi điện mách chị Nhung đấy. Ngọc Anh nói đúng rồi đấy. Nó đã bảo bỏ ra tận 3 củ để thưởng cho anh em mình rồi. Mày tham nó vừa đấy. Chúng mày đúng là hai cái đồ sĩ đít nhá. Đã nghèo còn thích thể hiện, nghiện còn ngại. Thế được rồi, trả đi trả. Tao quân tử, đếch kẻ màn bụng.
Chả đi không à? Lý. Chồng à, em nhận được 10 triệu anh chuyển để thuê người dọn nhà rồi, anh yên tâm nhé. À thôi, 10 triệu là đủ rồi, họ vừa đến đây dọn nhà rồi, sạch sẽ ngăn nắp lắm, lau nhà này, rồi là giặt quần áo, còn pha sữa cho khoai tây uống nữa. Vâng ạ. Lại cái con Trung kia. Ô, hóa ra là mày bày ra cái cuộc thi này để mày lừa mọi người dọn nhà giá rẻ cho mày à? Mọi người em tưởng mọi người về. Tưởng gì mà tưởng hả? Chị Nhung ơi, sao chị lại nỡ làm thế với bọn em ạ? Em cứ tưởng là chị mở cuộc thi ra để cho bọn em tranh tài dọn dẹp thật, ai ngờ. Bảo sao tự dưng bất ngờ tốt với anh em mình thế. Bình thường nó sang xóm trọ à? Chỉ để hạch sách anh em mình thôi. Rồi này, tao nói thật nhá, nếu không phải chính tai tao nghe thấy thì tao cũng không bao giờ tao dám tin mày dám thuê anh em bọn tao sang để dọn nhà giá rẻ đâu đấy. Cái lúc mà giặt quần áo này tao ngờ ngợ rồi. Toàn thấy quần áo của chồng nó thôi. Của cả con nó nữa. Có cả váy của chị nữa đấy. Đã thế nhá, lại còn sang lau nhà cho mày, pha sữa cho con mày uống no nê nữa. Mày đúng là cái đồ ba que. Thôi mày, tao nói nó. Mọi người cứ từ từ nghe em giải thích đã. Em cũng định nói với mọi người từ đầu rồi, thế nhưng mà em cũng có cái khó riêng. Khó cái chóa gì hả? Mày thử nói ra xem bọn tao thấy khó không nào? Hay là mày cố tình mày lừa bọn tao để ăn tiền chênh lệch? Tao là tao biết chồng mày ấy đưa cho mày 10 triệu rồi, thế nhưng mà mày chỉ chi có 3 triệu cho bọn tao thôi. Tốt nhất là bây giờ ấy, mày đưa luôn cho bọn tao 10 triệu đi, bọn tao thôi luôn. Khổ quá, là bà giúp việc nhà em, tự nhiên lại nghỉ ngang chừng. Em không biết làm thế nào cả. Em định bảo mọi người sang dọn nhà cho em đấy, nhưng mà sợ mọi người không sang, sợ mọi người sĩ. Mà nhà em thì lại bừa bộn quá nên em không biết làm thế nào, em mới nghĩ ra cái cách đấy. Tưởng cái gì? Mày đã thấy bọn tao chê tiền bao giờ chưa? Mày cứ mở mồm ra mày nhờ bọn tao đi, kiểu gì bọn tao chả làm. Chị Nhung, riêng xét về cái độ bừa bộn thì chị không thể nào so với anh Hiếu với cả anh Tuấn được. Nên là chị không cần phải ngại đâu. Mọi người nói thật à? Giỏi. Thật chứ đùa làm gì. Mà thôi, có việc gì mày cứ bảo bọn tao và tao làm cho nhá. Nhưng mà làm xong nhớ trả công xứng đáng tí là ok. Đơn giản, mọi người yên tâm đi. Nhà em bây giờ rất là nhiều việc, đi theo em. Này, chẳng có trả hậu vĩnh được mà. Khi đã yêu nhau, mình đắm say một đời. Hôm nay phải cảm ơn mọi người vì đã dọn nhà đón Tết giúp em. Chứ để mình em làm á, chắc là đến Tết Congo chẳng xong. Có gì đâu mà phải khách sáo, toàn người thân quen với nhau cả. Chị Nhung ơi, ý anh Hiếu ở đây là toàn người thân quen với nhau thôi, thế nên là chị mau xùy tiền ra đi. Em nói thế phải không Hiếu? Thì còn chỉ được cái cầm đèn chế chiếc ô tô rồi. Cơm khổ. Đáng nhẽ ra là em mất 10 triệu tiền dọn nhà, mà tầm này chưa chắc thuê được ai cơ. May là mọi người giúp em, thế nên là em sẽ trả cho mọi người mỗi người 2 triệu nữa. Đúng rồi. Tuy nhiên em sẽ trừ tiền đến phần tiền nhà cho mọi người. Cả anh Tuấn với anh Hiếu lại cầm tiền đi ăn chơi chắc táng mất. Mày nói thế nào mất quan điểm? Tao nổi tiếng là ngoan hiền, mày lại bảo ăn chơi chắc táng là thế nào? Thế càng như thế lại càng không cần nhiều tiền ở trong người làm gì cả. Em tính toán như thế cho hai anh là quá hợp lý rồi. Nhưng mà... Rồi, em biết ý anh rồi. Ý anh là anh Hoàng đưa cho em 10 triệu, còn số em đưa cho mọi người mới có 9 triệu thôi đúng không? Còn dư 1 triệu, thôi thì em đưa nốt cho mọi người, để mọi người đi ăn liên hoan, như thế được chưa? Nó lại hợp lý quá chứ. Dọn cả ngày đói hãi hết mồm. Đây, mọi người cầm lấy. Nhưng mà anh hỏi không phải thế, ra Tết ấy, mày có cần người dọn nhà nữa không? Anh yên tâm đi, ra Tết thì nhà em đã tìm được người giúp việc rồi. Chứ tiền ở đâu ra mà thuê người giúp việc cao cấp như mọi người suốt được. Thế thôi, bọn em cảm ơn chị Nhung, bọn em xin phép đi về ạ. Đi, về các anh. Cẩn thận nhá. Thế
năm nay vui biết bao nhiêu. Cả năm trần tiền, tiền tiêu ba ngày. Người ta tà áo trong đây, còn tôi chỉ biết xòe tay chia tiền. Nhìn vào ấy cứ tưởng em hiền, ai ngờ đêm xuống em liền đi chơi. Tết này xả láng ai ơi, đi chơi đến lúc tà tơi rồi về.